Kính chào quý vị và các bạn đến với khung thời lượng của bản tin 141. Bản tin do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Hôm nay ngày 30 tháng 6, mở đầu sẽ là những tin tức về tình hình an ninh trật tự có trong phần nhật ký 141. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 28 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo đó, khi thông tin của các giấy tờ đã tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNEID, cơ sở dữ liệu. Việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, ứng dụng VNEID, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp trên giấy tờ đó. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, luật căn cước chính thức có hiệu lực. Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước theo mẫu mới. Bộ Công an khẳng định hiện đã có đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu cấp thẻ căn cước theo quy định của luật căn cước năm 2023. Để thực hiện có hiệu quả việc cấp thẻ căn cước, ngoài việc đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, thiết bị, Bộ Công an đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, có kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn cho các cán bộ trực tiếp thực hiện, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị và chính quyền địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và bắt giữ 6 đối tượng. Hiện nay đang vào mùa bóng đá nên tình trạng cá độ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành có dấu hiệu hoạt động gia tăng và có diễn biến phức tạp. Các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 6 năm 2024, khi bắt đầu giải bóng đá Euro, các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, đăng nhập vào tài khoản đánh bạc thông qua các website của nhà cái, chia tài khoản để sử dụng đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng. Lực lượng công an đã triệu tập và làm việc đối với 20 đối tượng, thu giữ 15 điện thoại di động, máy tính, các tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh bạc và 70 triệu đồng. Hiện nay, tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tận dụng tối đa sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội và có tính chất liên huyện, liên tỉnh, thậm chí là liên quốc gia, gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh. Tuy nhiên, các hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm. Do vậy, mỗi một người dân nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao vua, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm trộm cắp xe máy, sau đó giao bán trên mạng xã hội. Trên cơ sở thu thập được các tài liệu chứng cứ, ngày 25 tháng 6 năm 2024, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được 3 đối tượng, gồm Đinh Hoài Phương, sinh năm 1986, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Đinh Trọng Khôi, sinh năm 1983, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Và Trần Duy Khánh, sinh năm 1992, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bước đầu, Công an quận Hà Đông đã làm rõ Phương và Khôi đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, như Hà Đông 5 vụ, Hoài Đức 4 vụ, Tây Hồ 3 vụ, Bắc Từ Liêm 2 vụ, Nam Từ Liêm 1 vụ, Ba Đình 1 vụ, Cầu Giấy 1 vụ, với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng. Qua mạng xã hội, biết Khánh chuyên mua xe không giấy tờ, nên sau khi trộm được xe, Phương và Khôi thường bán lại cho Khánh với giá từ 2,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng một xe, tùy theo chủng loại. Sau đó, Khánh giao bán các xe này trên các hội nhóm mạng xã hội, thu lời khoảng 1 triệu đồng một xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Hoài Phương và Đinh Trọng Khôi về hành vi trộm cắp tài sản, Trần Duy Khánh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tăng vật thu giữ là 4 xe máy các loại, 13 biển số xe. Hiện, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định. Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Anh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2024, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện đối tượng đỗ xe taxi tại phố Yên Phụ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng cất giấu 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng cạnh ghế lái nghi là ma túy. Đối tượng khai nhận là ma túy đá mang đi để bán cho khách kiếm lời.
Danh tính của đối tượng được xác định là Hoàng Quốc Anh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua giám định, số tang vật thu được là 0,42 gram ma túy tổng hợp. Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Nhất, sinh năm 1988, nơi cư trú thị trấn Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang, hiện đang bị tạm giữ tại Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 10 năm 2023, Nhất đã liên hệ và dọn đến ở trọ cùng một người bạn tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Quá trình ở, do không xin được việc làm, không có tiền tiêu xài cá nhân. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, Nhất lợi dụng lúc anh này đang ngủ say và đã lấy chiếc xe máy Honda Vision rồi bỏ trốn. Sau đó, Nhất mang xe máy cầm cố tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang, lấy 6 triệu đồng và tiêu xài hết số tiền trên. Tháng 11 năm 2023, Nhất tiếp tục trộm cắp xe máy tại Lạng Giang, Bắc Giang thì bị Công an huyện Lạng Giang bắt giữ. Hiện Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Nhất để điều tra xử lý theo quy định. Mới đây, Công an tỉnh Nam Định đã triệt xóa thành công đường dây phạm tội về ma túy lớn. Trong vụ án này, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng thường trú tại tỉnh Nam Định. Ngoài 2,5 kg ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1.500 viên thuốc lắc và hơn 40 gói ma túy dạng nước vui, lực lượng công an còn thu giữ 2 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng 1 quả lựu đạn. Là đơn vị chủ công trên mọi mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nam Định luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh với các đường dây vận chuyển ma túy. Cùng với đó, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp xe máy để tại các quán cà phê hay khu đô thị. Sự chủ quan, lơ là trong bảo quản tài sản của người dân là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến các đối tượng trộm cắp dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Ở đây chúng tôi thì cũng cho khách hàng để xe trước quán cà phê này, bởi nhưng mà tại vì ở đây không có bảo vệ nên là mỗi khi khách vào uống thì chúng tôi cũng lưu ý khách hàng là phải khóa cổ cũng như khóa càng xe của mình để tránh những cái trường hợp bất cắp tài sản của mình. Nhắc nhở, cảnh báo là vậy, thế nhưng chỉ vì chữ tiện, nhiều chủ xe máy vẫn vô tư để xe ngoài đường mà không có biện pháp bảo vệ, từ đó biến mình thành con mồi của các đối tượng trộm cắp. Mới đây, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Anh Vũ, sinh năm 1995, Đào Viết Lưu, sinh năm 1993 và Nguyễn Thanh Nam, sinh năm 1983, cùng trú tại Hà Nội. Tang vật thu giữ bao gồm 3 con dao bầu, 1 thanh kiếm cùng nhiều vật dụng dùng để phá khóa xe máy, cho thấy sự liều lĩnh và manh động của ổ nhóm trộm cắp này. Nếu chuẩn bị đi, em có ra ngoài chợ Cổ Đông em mua mấy con dao phóng. Mà để đêm mà em đi mà có gặp trường hợp mà có xe mà để không ai trông giữ đấy thì em sẽ nhảy xuống em lấy. Đấy, và cái mấy hung khí em mua đấy em chuẩn bị như thế để nếu mà có người dân phát hiện thì em sẽ lấy ra để em đe dọa để em hòng thoát thân bọn em. Đây là ổ nhóm đối tượng rất là manh động. Các đối tượng thì đều có nhiều tiền án tiền sự, đều về tội trộm cắp tài sản. Thì trước khi phạm tội thì các đối tượng đã bàn bạc thống nhất với nhau phân công nhiệm vụ cụ thể khi vào trộm cắp tài sản. Các đối tượng còn chuẩn bị sẵn hung khí là dao phóng lợn để sẵn sàng chống trả khi mà bị người phát hiện. Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội, mà ổ nhóm này còn rất chuyên nghiệp trong quá trình trộm cắp. Chỉ mất vài chục giây là các đối tượng đã có thể phá khóa xe máy thành công. Em đi lang thang ngoài đường, gặp những chỗ vắng người không có ai trông giữ, thì em thấy có xe để đấy thì em vào em lấy thôi. Những cái xe máy là như nào thì em gọi là em hay lấy? Em thì em xe số em lấy mà xe gà em nói chung cái gì mà người ta không trông giữ thì em lấy thôi. Có thể thấy, sự lơ là, chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản chính là yếu tố quan trọng tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách chót lọt. Bởi vậy, để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Bên cạnh đó, cũng cần nhân rộng mô hình khu phố an ninh, ngõ xóm an ninh, trang bị thêm hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi phạm tội trộm cắp tài sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin 141 hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.